Xin chào buổi sáng các bạn, cảm ơn các bạn đã quay lại kênh YouTube của mình nha. Đây là một buổi sáng đồng hành của phố cổ Đồng Văn trước khi mình lên xe mình đi ăn nhé. Đây là các cô chú chuẩn bị lên xe rồi. Rồi bây giờ mình cũng chuẩn bị lên xe rồi mình đi ăn nha. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi mình, tiếp tục theo hành trình của mình nhé. Sáng đi ăn sáng. Giờ một cái khu nhà hàng, có chỗ hôm qua mình đi bộ. Em gái này đang được và hấp dẫn luôn. Hấp súp bữa sáng là sướng. Mày có nước mắm nữa rồi. Có trứng hồng đào. Chơi được món nào? Dạ không. Thua. Chơi đi. Không dám. Không đang đo biết hút thuốc cho nên. Ngồi đây. Hay dạ đang điên đi bộ gần vòng ấy, coi mấy anh hút á. Hút cái tỉnh tỉnh táo nào. Hút trong cái cua được không? Rồi tại đây giờ hút bộ ông đi. Không có làm gì sáng cái chứ. Sáng rồi sao chưa ăn dạ con có cà phê không phải cà phê cái này không con có con có mình ăn xong mình đi dạo mình thấy ở đây có cái nhà hàng nè, có lỗ ngựa nè, mình nghe nói ở đây là đặc sản nó là thịt ngựa đấy nha, nhưng mà mình chưa được thử. Bây giờ mình đang trên xe, xe này là chở mình tới cái chỗ Quán Trăng rồi xong mình phải đi bộ lên là khoảng 200 mét, đó là loại 200 bậc thang mới lên tới góc chân của cột cờ là Long Cú. Anh Dương mà rủ anh đi chơi đúng không?
Rồi mình đã tới được cái chân của cột cờ Lũng Cú rồi nè. Rồi mình sẽ đi xuống và đi bộ lên. Xa đó là mình sẽ thấy được do ngọn núi đó là núi của Trung Quốc.
mình đang xuống dưới dưới rồi. Mình đang đi bộ tới những chiếc tàu để lên tàu ngắm con sông Nho Quế. Hai gươm chiếc hài kìa. Công chúa nào gươm kìa. Ai mang dừa? Mất một tiếng ấy, mình có mua ngô hay là khoai hay là nước rồi đây thì mình có thể mua. Bên nào đấy? Không có. Đi cầu ra à? Là không. Không có. Anh ở chỗ ấy thì em phải cái cầu đó. Tôi mình đi chuyển hơn tí nữa. Soi đi. Cái này soi phải không? Vâng ạ. À, cơm lam ạ. Cơm lam rồi một cái đi. Đấy, ăn cho nó, ăn cho nó biết. Lấy một cái nhé. Rồi. Rồi, bao nhiêu? Rồi, mà một chai nước suối luôn.
Hồi nãy mình thấy đây nè. Đâu bên đó kìa. Đâu ở bên kia. Ở bên kia. Đi vòng đó phải không? Đúng rồi, đi vòng lộn này. Ở đây nhất định có cá to. Chắc chắn phải có. Có 4 loại cá kiến vua luôn. 4 loại cá này người ta bảo là có tiền không được đâu. Một là cá lăng bạch. Bạch lăng đấy, cá lăng trắng đấy. Cái thứ hai là cá bông, cái thứ ba là cá rồng xanh, hai thứ ba là bắt được cá rồng xanh và cá bám đá, hai loại cá rồng xanh. Cam chỗ này đó hả? Cao Bằng.
quay. Đây là chợ Cao Bằng nha các bạn. Công ty đã có 15 kinh nghiệm nghiên cứu đông trùng hạ thảo được quý đổi với công nghệ quốc gia.